សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទបន្តតកតងជាមួយនឹងវីដេអូរៀនមេរៀនមីក្រូសូវវើតពីពាន់ដំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកវីដេអូមួយតកតងជាមួយនឹងការកំណត់ហៃផលីងតើលោកអ្នកស្គាល់ថាម៉េចទៅហៃថាហៃផលីងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងហៃផលីងគឺជាកន្លែងដែលយើងសម្រាប់ជាប់ទៅនឹងដំណោះជាប់សម្រាប់ subscribe សម្រាប់ share បន្តទៅក្នុង Facebook ឬក៏ YouTube ឬក៏ក្នុង website អញ្ចឹងយើងត្រូវការកនិចជាមួយនឹង hyperlink នេះ your channel your address ពីក្នុង YouTube ឬក្នុង Facebook ឬក៏ក្នុង website ផ្សេងៗ យកមកដាក់ក្នុង អត្ថបទ ដើម្បីបង្ហាញ ឬក៏ email មួយទៀត ឯកសារដែលលោកអ្នកយកពី internet មកភាគច្រើនគឺមាន hyperlink អញ្ចឹងលោកអ្នក copy មកមានជាប់ hyperlink តើត្រូវ remove យ៉ាងម៉េច អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ ខ្ញុំបង្ហាញពីលោកអ្នករបៀប 2 ទី 1 ភ្ជាប់ hyperlink ទី 2 គឺ remove hyperlink ចេញ បាទ តើតើជាមួយនឹង hyperlink លោកអ្នកអាច ជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រ ដោយយកណា សូមលម្អិតបន្តិច តើតើជាមួយនឹង មេរៀន លោកអ្នកចូលទៅលើ hyperlink អាចចូលទៅក្នុង selected or image you want to make hyperlink right click ណា របៀបនៃការដែលយើង ភ្ជាប់ hyperlink អញ្ចឹងមាន 5 ជំហាន ជំហានទី 1 យកអត្ថ select លើអត្ថបទឬក៏ image ដែលយើងចង់ បង្កើតជា link ទី 2 right click select រក image ហ្នឹង ដើម្បី click យក hyperlink right click យក hyperlink បន្ទាប់មក insert hyperlink dialog box insert tape បើសិនជាតិចនោះ នេះ word will appear in text to display field at the top នេះគេឲ្យយើងពេញបន្ថែមហើយដាក់ address មក អញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញអី អូខេ ឥឡូវនេះ ខ្ញុំបង្ហាញលោកអ្នក តាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបធ្វើ ឥឡូវខ្ញុំអនុវត្តលើនេះតែម្ដង តាក់ទងជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំបាទសំចម្រើន អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ hyperlink នៅក្នុងហ្នឹង អញ្ចឹងខ្ញុំ select select ហើយ right click យកពាក្យ hyperlink នេះ ចំណុចដែលត្រូវ display គឺចំណុចនេះ channel សំចម្រើន channel ហើយចង់ដាក់ address អីផ្សេងៗ យើងដាក់ចង់ត្រង់ចំណុចនេះ អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅយក channel address ពីក្នុង channel របស់ខ្ញុំ នេះ copy មក copy control c ហើយយកមកផាស់នៅក្នុង v នេះមកដល់តែម្ដង បាច់ផាស់ទេ ចាញ់មកគាត់នៅ control c មកចូលដូច direct អញ្ចឹងចុច ok នេះមានចាញ់ស្រាប់សាក់របង we ឲ្យ ចុច control បូក click on following ok ចុច control ជាប់ទៅ ហើយសូម ចុច mouse ឆ្វេង YouTube channel បាទ នេះ channel របស់ ខ្ញុំ โอเค រួចរាល់ សម្រាប់ អត្ថបទ ខ្ញុំ សូម បង្ហាញ លោក អ្នក តាក់ទង ជាមួយ នឹង ការ ភ្ជាប់ ទៅ លើ នេះ តែ ម្ដង រូបភាព ការ ភ្ជាប់ ជាមួយ រូបភាព អញ្ចឹង លោកអ្នកអាចចុចលើរូបភាពដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន អញ្ចឹង ខ្ញុំ ទៅ យក រូបភាព រូបភាព insert រូបភាព insert ចុច picture រួច តរ រូបភាព ដែល យើង មាន អញ្ចឹង តរ រូបភាព មក ខ្ញុំ មាន រូបភាព នៅ ទី នេះ ចម្រើន photo អូខេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចង់ ដាក់ រូបភាព នេះ មួយ ចូល ទៅ ក្នុង ខ្ញុំ select ដាក់ in front តិច
inframatic ngay sửu dưỡng trong cả rụp hiệp chẳng select lơ rụp hiệp nâng chạy hyperlink được kìa nha right click lơ rụp hiệp rồi chạy hyperlink hãy đã address nâng ta đại này chỉ address là nhóm màn copy vì càng đại ông này tình lúc chạy ok chẳng là bê để chạy thật lơ rụp hiệp nít bạc lơ lơ rụp hiệp nâng mà ưu miến hai viên nâng chân sở nhà nhà bốn trường để vì ở miền đẹp ta hai phần liền miền liền chất như chất control chất liền được nhìn tại đây cái này châu thật nâng chân này nâng ta đại bán hành tệ tông cho mình nâng email lúc nãy có ai bật thêm từ lời email rồi có bỏ miền này chênh chênh tiết tệ tông cho mình nâng nên nâng đại đặt email email sớm đặt chấm ran at gmail.com chấm mail to thật đài ní nên không đi ở nhầm chọn ai nấp để tận tông cho mỗi năng email nấp để lâu nè vài chi email gmail chẳng về group default và viết vì năng lâu inter máu về chọn link được rồi tại bản thân chỉ dùng ở bàn chọn được rồi thế vì cho từ không cho hyperlink được nhé lúc này cho email address này email address hay display gì ấy chẳng rồi gọi dương tha ắt bàn đặt từ lời cầm xa là email như thế nhưng chọn lại chọn lời email này ở miền linh đài chẳng này nhưng chuẩn bị từ lời email này cũng bị máu hay rối cầm nạp từ lời hyperlink cho hyperlink email này hay chọn email address xong chấm rán thu xong đặt chấm rán at gmail.com và subject I want to subscribe you your channel please let me tell me your channel name please ok chúng ta đã chết ok đi đi chân sắp chết chạy lấy về miền ok cho là bia bạc cá cho là bia remove với những mạch mình chẳng tệ tông cho mọi người vũ ăn và bà thế cho right click từ lửa bị nắng right click hay cho remove hyperlink nè nghe luôn link nó bây giờ miền bắc toàn hàng cào mà lấy miền này thà về miền hyperlink chẳng này ở hải mình ăn cho từ bàn tiền tế này có được nè nè này miền chẳng group hiếp cái chẳng right click right remove được nè ok ở con trang chấm bô ca cho room tu sơn à nâng liên sốt cho mỗi nâng channel bọc nhiều bạn bạn complete cho subscribe đảm bây tụi bạn bọt miền mây mây hay channel xong chấm rán tay chả nòm mà nơi chấm nét đấng nâng click click nâng ca cầm sàn bạn xong ở con